Nghĩa là khi mà có tiếng động mà không tác động vào tâm con được thì đó là một cái sự bình an cho con, nhưng mà nhớ cố gắng trên bước đường quan sát kỹ dục lậu ngũ lậu vô minh lậu để cho mình xả được tâm. Khi tự nhiên mà mình ngồi mà không có một niệm khởi, đó là tâm thanh thản là vô sự, mà tâm thanh thản là vô sự nó tự nhiên, tức là mình có xả nhiều cho nên nó mới được có cái khoảng thời gian như vậy. À, sự tu tập của con thì có tiến bộ nhiều đó con, nhớ cố gắng mạnh. Mỗi cái niệm mà đến với con đem con mổ xẻ cho kỹ theo cái trình độ mà kiến thức của con đã học qua cái lớp chánh kiến đó. Con sẽ mổ xẻ từng cái niệm mà khi khởi trong tâm con thì con sẽ xả sạch nó, và đồng thời cái sự mà cái niệm mà nó vắng là tự nó đã ly, nó xả nó vắng thì nó chứng tỏ trong cái khoảng thời gian tu con thấy nó có kết quả nhiều. Vậy mà trong cái tới cái lớp chánh tư duy thì con dễ dàng tu lắm, cũng không có khó đâu. Cho nên trong khi tu tập á, thì nó ngồi thanh thản an lạc vô sự mà nó có những cái chướng ngại thì con xả, còn cái sự an lạc, những cái sự mà yên ổn nhất nó, hoặc là có những cái trạng thái hơi thở có sự thay đổi mà kệ nó, không có quan trọng, mà chỉ tỉnh thức được từng cái sự kiện xảy ra ở trên thân và tâm của nó. Ví dụ như thân nó xảy ra cái gì, hơi thở nó thay đổi đều là biết, nhưng mà mình không vui cũng không buồn, không khởi niệm về nó, mặc tình nó làm gì đó nó làm, nó an cũng được mà nó không an cũng được, mình chỉ biết tỉnh thức ở trên những cái điều kiện đó. Nhưng mà nó bị chướng ngại thì mình dùng pháp đuổi, mà không bị chướng ngại thì thôi. Còn khi mà nó có những cái cảm giác mà thọ lạc thì con đừng có để tâm mình dính mắc vào cái chuyện thọ lạc đó. À, sự thật ra con cái nó trụ, cái tức là cái tâm con nó trụ ở trên cái mũi con, thì nó trụ tức là nó bám trụ ở trên đó, thì cho nên nó con thấy ở trong ngực con thì nó rộng ra, nó trống rộng, thì đó là nó bám thôi, nó bám trụ không có gì đâu, nó bám ở chỗ đó nó mới có yên, chứ là nếu mà không không bám thì nó không yên, tức là nó an trú ở trên cái mũi của con. À, nhưng mà con đừng lưu ý, mà con chỉ cần biết rằng con đang tỉnh thức từng cái thân tâm của con nó có xảy ra gì đó thì con biết rất rõ thôi. Lát nữa thì con sẽ trình bày lại thầy, gặp thầy sau, thầy có hỏi thầy thì con sẽ hỏi sau. Sau giờ chúng đã ra hết rồi, con ở lại hỏi thầy thêm. À, Minh Chánh hỏi thầy, con làm bài xả tâm, kính thưa thầy, khi con học trong cái sự thưa hỏi thì nhắc nhở mấy con thưa hỏi sau. À, bây giờ trong cái sự tu tập nó bị khó khăn cái gì đó, mấy con viết ngắn gọn để trả lời cho nó gọn, cho nó dễ dàng hơn. Mấy con đừng có nói lầm dầm, hỏi lầm dầm, cái câu hỏi đặt là sao ngắn gọn. Bây giờ con tu trong cái giờ đó, con gặp cái trường hợp đó nó xảy ra cái gì thì con nói cái xảy ra thôi ngắn gọn, và đồng thời có những cái gì cần mà trình bày lại thầy á, thì mấy con sẽ trình thẳng với thầy. À, bây giờ đó con tu tập bây giờ đó cái hơi thở nó xảy ra như vậy thì nói cho thầy biết như vậy, để rồi thầy chỉnh cái hơi thở nha. Thầy bắt con thực tập lại ngay thở liền cho thầy biết cái hơi thở của con như thế nào, mà nó xảy ra như thế nào, để thầy giúp đỡ cho mấy con tu cho đúng cách. Nếu hơi thở hoặc là cái tâm của mình cũng cứ niệm xứ thì cứ hỏi thầy ngắn gọn để rồi thì giúp đỡ cho nó nhanh chóng, nó không còn bị dài dòng. Thì trong cái sự tu tập của mấy con nhớ là vấn đề phải dùng cái chánh tri kiến của mình để mình phá tan thì nó mới tốt. À, bây giờ thì mấy con sẽ trả bài lại thầy. Giờ này mấy con còn hỏi thầy gì thêm không, có cái gì mà thực tập mà chưa biết thì mấy con hỏi thêm thầy, chia dài mấy con thêm để chuẩn bị cho cái lớp chánh tư duy. Vì hôm nay là thứ hai rồi, còn một tuần nữa là chúng ta vào cái lớp chánh tư duy. À, con hỏi con. Rồi. Con hỏi đi con. Thì có những cái
ra là như là mặt trời bị nhật thực, mặt trời bị nhật thực và các cái điểm sao có cái hiện tượng của ngôi thì như đến những cái hiện tượng này xảy ra có được gọi là vô thường. Nó cũng là sự vô thường thôi. Nhật thực thì cái quỹ đạo của nó đi, nó đi được trong cái nhật thực hoặc là quỹ thực thì chỉ là cái đi trên cái quỹ đạo, nó đi ngang qua, nó bị cản ngăn, cho nên chúng ta thấy nó là quỹ thực chứ không phải là mặt trời ăn mặt trăng hay mặt trăng ăn mặt trời, nó không có ăn, nhưng mà đi ngang qua thì nó bị khuất. Ví dụ như bây giờ cái mặt trăng nó đi theo cái quỹ đạo của cái trái đất, và cái trái đất nó đi theo cái quỹ đạo của cái mặt trời, cho nên khi đó cái mặt trăng nó đi xen vào cái kẽ giữa, đi theo cái quỹ đạo của trái đất, nó đi xen vào kẽ giữa của mặt trời với cái trái đất, cho nên mình thấy cái mặt trăng nó khuất đi. Hoặc là cái khi mà cái trái đất, cái đất chúng ta đi theo quỹ đạo của mặt trăng, thì khi mà đi ngang qua thì cái mặt trăng nó đi theo quỹ đạo đó, quỹ đạo của trái đất đó. Cho nên cái trái đất của chúng ta đi nó kẹt vô trong giữa, thì chúng ta thấy như là cái mặt trăng ăn mặt trời, mặt trời ăn mặt trăng. Cái đó là cái hiện tượng nó bình thường của cái quy luật của nhân quả, cái vận hành của mặt trăng và cái mặt trời, của mặt của trái đất, chứ không có gì khác đâu. Do còn cái những hiện tượng mà sao đổi giờ đó, thì chúng ta thấy sao động cái ngôi sao đó chỗ này nó đổi qua chỗ kia, đó là một cái hiện tượng nó vô thường của nó con. Mình nói nó đổi giờ chứ sự thật ra nó không phải đổi giờ đâu, nó có cái sự biến mất của nó thôi. Nghĩa là mình thấy nó xẹt cái nó mất đó, khi mà nó đổ ngôi đó, sao đổ ngôi. Chứ mà từ lâu đến giờ mấy con thấy những cái ngôi sao như sao cài, sao bắt đầu nè, từ hồi mà thầy xem tới bây giờ thì thấy nó cũng vẫn vị trí nó y như vậy. Con nói vấn đề đó là điều hiện tượng của quy luật của nhân quả trong cái sự vận hành ở trên cái hành tinh của chúng ta, đều là nó thuộc về nhân quả, nó không có gì hết, đó là các pháp vô thường, nó thay đổi như vậy. Tất cả những cái sự hiện tượng ở trên hành tinh này, Đức Phật nói các pháp đều vô thường, thì từ cái vũ trụ không gian chúng ta không có vật gì mà thường hành, dù là mặt trời mặt trăng cũng có sự thay đổi, nhưng mà có cái sự thay đổi, nó thay đổi mà chúng ta không ngờ, chúng ta thấy nó vẫn còn nguyên, tưởng là nó sẽ nói là mặt trời nó sẽ tiêu hoặc này kia, nhưng mà nó sẽ tắt, nó sẽ có cái mặt trời khác hay thế ở trên cái vị trí đứng của nó. Chứ nếu mà nó sụp đổ, nó tan tành đi, nó không còn có nữa, thì cả cái vũ trụ này nó tan tành và con người của mình nó cũng còn, nó không còn sống được người nào hết, nó không đi rơi hết, nó không còn cái chỗ nào sống nữa. Cho nên cái quy luật của nó bảo vệ, nó đi trong cái vị trí của nó bảo vệ đúng cái quỹ đạo của nó không có đi xa được. Cho nên nó vẫn đi vậy mà nó tắt đi, nó tắt thì nó lại nó hợp lại, nó hiện lên liền tức khắc, nó không có bao giờ mà như là tắt mất, nó không có tắt mất. Cho nên nói về vấn đề mà người ta không hiểu, người ta nói tạng thế, sự thật là không có tạng thế, bởi vì nó vô thường. Nhưng mà các pháp vô thường, nó vô thường chỗ này nhưng mà nó lại có chỗ kia. Cũng như mình chết thì mình phải sanh, chứ không có thể nào mà nói rằng tôi chết rồi để 49 ngày tôi sanh, thì cái khoảng thời gian 49 ngày nó sẽ không có sự liên tục, thì nó sẽ đổ dở hết, nó không còn đâu. Cho nên cái quy luật của nó là quy luật vô thường, là nó như vậy, chứ không thể nào nó là cái quy luật nó có sự gián đoạn. Nhưng mà cái người con người của mình không hiểu được, mình cứ nghĩ là có sự gián đoạn, chứ thật ra nó không có gián đoạn chút nào. Cái mặt trời này, cái mặt trời mà chúng ta đang như thế này, trong khoảng thời gian tuổi của thầy hoặc tuổi của mấy con, mặt trời nó thay đổi, mấy con không có hay đâu. Đức Phật nói các pháp vô thường, cái mặt trời này nó chết đi thì những cái duyên của nó còn, nó hợp lại nó thành cái mặt trời khác, nó cũng đứng ở trong cái vị trí nó, chứ không á, trái đất của chúng ta nó tan hoại mà chúng ta không có ngờ là khi nó tan hoại nó hợp lại nó thành cái trái đất khác, chúng ta cũng còn đứng ở trên đó mà chúng ta không ngờ. Cây cỏ nó cũng không biết, vật gì nó cũng không biết hết mà nó đã tan hoại rồi nó hợp. Còn khi mà nó chỉ nó cái sự mà nó cái nạn động đất đồ này kia đồ đó, hoặc là sóng thần rồi, đều là cái sự co bóp của nó thôi. Co bóp của cái trái đất nó to là thành ra nó đùng ở chỗ kia thì nó ở chỗ này nó sụp xuống, do đó cái sự cũng là sự vô thường của nó thôi, chứ nó chưa hoại. Còn nó hoại là nó ngụp một cái là nó có cái khác, nó thay thế đứng ở trong vị trí nó rồi, nghĩa là mất cái đó là nó hợp. Cũng như mình chết rồi cái mình có cái liền. Con người của mình là một cái tiểu vũ trụ, mấy con, là một cái hành tinh đó. Một con người của mình, một con vật nhỏ, một con kiến nhỏ là một cái hành tinh đó, chứ không ạ. Tại vì con mắt của mình nghĩ là mình không hành tinh, chứ sự thật là một cái hành tinh nhỏ trong vô vàn cái sự này.
Cho nên cái trái đất chúng ta là cái vật lớn, còn chúng ta là cái vật nhỏ, cho nên nói chúng ta là tiểu hành tinh. Còn trái đất của chúng ta là một hành tinh. Cho nên vì vậy mà chúng ta không ngờ khi mà chúng ta mất thì nó lại có cái thân khác rồi, nó có cái khác rồi chứ không. Còn cái trái đất này nó mất thì nó có cái khác rồi chứ không. Chứ không phải là nó mất tiêu, nó không có, nó đứng ở trong cái vị trí nó mất. Cũng như mình đứng ở trong cái vị trí ở trên trái đất của mình mất cái thân này thì ở kia nó sanh ra, thì nó sanh ra cũng trên trái đất chứ nó đâu có sanh ở chỗ khác được. Cho nên vì vậy mà nếu cái trái đất của chúng ta nó diệt thì ngay đó nó lại có cái trái đất khác liền luôn. Nó có trái đất, nó cũng đứng ở trên cái vị trí của nó chứ nó không có đi chỗ khác mà. Cũng như ở đây nó diệt nó chạy lên kia, có trái đất của kia không có được, nó không có chạy vậy được, nó chạy vậy là nó trật trật đường gầy cái nó lật dù cái lửa đó, nó không có được cái điều đó. Cho nên khi mà có đôi mắt tâm minh rồi, mấy con tu đi rồi mấy con nhìn thấy cái quy luật của vũ trụ nó đang vận hành, cũng như mấy con nhìn cái chiếc xe lửa mình đang chạy trên đường rầy, nó chạy được trên đường rầy của nó đi chật đường rầy nó là nó lật cái chứ nó không có còn đâu, nên nó không có bao giờ, bởi vì nhìn thấy mình mới thấy được cái quy luật của vũ trụ ghê gớm. Đúng là mình con người mình tu mình nhìn ra được, mình thấy nó thì mình đứng ở ngoài mình mới nhìn, còn mình đứng ở trên đó mình không có nhìn nó được. Cũng như bây giờ mấy con đứng ở trên trái đất mà mấy con nhìn trái đất đi thì mấy con không thấy, mấy con không thấy nó đi. Người ta đứng ở ngoài người ta thấy nó đi, còn mình đứng ở trong nó. Cho nên trong khi đó mình cứ có một cái phần sự, mình có cái đầu óc có thể quan sát được những cái sự thay đổi của vũ trụ, mà tiếc gì mình không có triển khai được, cho nên mình không có thấy được. Uổng. Cho nên chỉ ở trong các con biết là bao nhiêu người ở trên hành tinh này mà ông Phật đã nhìn thấy, rồi bây giờ thầy nhìn thấy, còn bao nhiêu người không nhìn thấy, hàng vạn vạn người không nhìn thấy tội, họ cũng có cái đầu không tốt nhưng mà họ không biết sử dụng. Cho nên thấy nó lạ, thấy nó ngộ lắm, thấy nó đặc biệt lắm, mà thấy như vậy rất lo cho con người. Con người điên đảo bị trong cái quy luật đó, nó lúc lôi cuốn đi một cái dòng của nó mà không ra, cho nên nó tiếp tục cứ sanh diệt hoài. Thì trái đất chúng ta cũng sinh diệt, mặt trời cũng sinh diệt. Cho nên những nhà khoa học họ nói có bao nhiêu lần cái mặt trời đã tắt đi, họ nói đúng chứ không phải không đâu, họ nói đúng không phải nói sai đâu. Họ khoa học nó khám phá, nó hiểu được cái điều đó là con người của mình, cái đầu óc mà cái ý thức có cái hạn cuộc của không gian thời gian, mà nhờ những cái máy móc để khám phá được cái điều này cũng rất là vĩ đại. Chứ còn với cái ý thức của chúng ta mà khám phá được như vậy cũng vĩ đại lắm. Còn cái này là chúng ta có một cái sự hiểu biết vô hạn, nó không bị không gian bị thời gian, cho nên chúng ta cái hiểu biết nó mênh mông, nó vô cùng lắm, mà chúng ta không triển khai được. Cho nên chúng ta hiểu biết chúng ta hiện giờ quá cạn cợt, nhưng mà nhờ khoa học tiến triển nó có xác minh được những cái điều cần thiết cho chúng ta để mà chúng ta biết nó như thật. Hôm nay mấy con còn hỏi thì gì thêm, con hỏi đi rồi từ từ nữa thôi. Nói về pháp không con? Con muốn hỏi về pháp không? Pháp ở đây thì nó có cái, nói về pháp thì nó có sáu trần, sáu căn, sáu thức, sáu trần. Sáu trần đó là các pháp bên ngoài tác động vào, còn các niệm là do cái tham sân si của mình mà nó khởi niệm. Nó cũng được gọi là pháp, nhưng mà nó mình phải phân chia đây là từng tâm niệm của mình. Còn phân để mình biết cách thức mà gọi là trên tứ niệm xứ, thì trên tứ niệm xứ thì Đức Phật nói thân, thọ, tâm, pháp. Vậy thì nếu mà nói tâm là từng niệm của nó là pháp thì nó sẽ nhầm với cái pháp này sao? Cho nên nó rõ ràng thân, thọ, tâm, pháp. Vậy thì cái tâm, từng cái tâm niệm của chúng ta là cái niệm, nó không ở chỗ này, vị trí này thì không thể gọi nó là pháp được. Con hiểu không? Mà cái vị trí của tứ niệm xứ thì pháp là sáu tầng sắc thân hương vị xuất pháp, sáu cái trần thành mới gọi là pháp. Nếu tôi con hiểu như vậy thì ở bên ngoài mà nó những cái sắc thân hương vị xuất pháp nó tác động vào sáu căn, tiếp xúc sáu căn của con, nó sanh ra sáu thức, ngay đó con dừng, đừng có cho nó bị tác động, thì coi như là mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là sáu căn, để cho nó không tiếp xúc với sáu trần, nó không dính mắt,
thì đó là mình ngăn chặn các pháp, mình ngăn chặn các pháp không cho tác động vào bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Ở trên này chữ pháp nó rộng rãi lắm, nhưng mà ở vị trí này thì mình phân biệt cái pháp thì nó chỉ là sáu tầng mà thôi, sáu cái pháp bên ngoài thân. Năm dục tưởng dưỡng, năm dục tưởng dưỡng nó thuộc năm dục tưởng dưỡng thì con thấy mắt nó thấy sắc thì nó dính với sắc thì đó là gọi là năm dục tưởng dưỡng. Tai nghe tiếng nó bị dính mắt cái âm thanh thì nó là năm dục tưởng dưỡng. Đó là cái đó là sắc tương ứng với xúc pháp rồi, cho nên vì vậy đó là nó thuộc về năm dục tưởng dưỡng, là nó thuộc về pháp đó. Con lại là năm dục tưởng dưỡng với sáu căn là khác nhau hoàn toàn chứ không? Sáu căn là mắt tai mũi miệng thân ý con, còn kia nó là sắc tinh hương vị xuất phát, nó sáu tầng con, sáu tầng sáu căn sáu thức, nó là 18 giới của nó, một nhóm của tụi nó, cho nên nó phải phân biệt cho rõ. Sáu căn nó không phải là sáu tầng, sáu căn nó tiếp xúc sáu tầng, nó sinh ra sáu thức. Con là thầy, khi mà chúng con đang tinh tấn niệm xứ, ví dụ có những thời niệm thì chúng con làm được thật thành thời ngay, nhưng mà đi vào đấy rồi kể như mà một niệm mà con mà ngồi viết cái bài đó thì kể như là cái thời gian đó không còn tiếp tục mà ngồi viết tâm đó lại đâu. Như vậy là con chỉ xả một cái niệm đó thôi đó, là tu tập kỹ đó mà. Còn tu tập mà lơ mơ đó, con chỉ ở quán chút xíu đó, ngồi quán chút xíu cái trở về giữ tâm lại thì coi như là bị ức chế đó. Con phải thấy con muốn hỏi thế này ạ. Lấy bút ghi rồi làm bài luôn chứ không có ở đó mà tiếp tục tu, lúc tiếp tục tu là con yếu chế cái niệm đó. Cho nên lấy bút làm bài ghi, cái bài viết là thành cái bài để mà xả cái tâm niệm đó. Thì như vậy mới là tu tứ niệm xứ. Chứ còn con mà bây giờ thôi mình lấy bút mình ghi là cái niệm đó là cái niệm ái kiến xứ, rồi để đó bây giờ tiếp tục tu lại là bị yếu chế cái niệm đó rồi. Cái tu tứ tu cái lớp mà chánh tư duy này đó, khi mà có cái niệm đó khởi ra thì lấy bút viết ra, bắt đầu đó quán xét cái niệm đó như thế nào cho cuối cùng hiểu được, thấu suốt được cái niệm thức tâm rồi. Rồi bắt đầu đó con thấy bây giờ có thể nó 1 giờ 2 giờ chưa viết xong được cái bài đó, chưa hết cái niệm đó. Cho nên qua giờ khác còn tiếp tục là nếu mà không có buồn ngủ, còn buồn ngủ hoặc là tư duy chưa ra, chưa hiểu nó thì đi tới đi lui để triển khai cái tri kiến mình hiểu cái niệm đó cho nó thấu triệt. Cho nên chỉ có tu một niệm đó thôi, hãy nó có một niệm là con tu một niệm đó thôi, chứ không phải là dừng cái niệm đó để rồi tiếp tục ngồi im lặng đó nữa, không có được. Như vậy là tu về bị ức chế rồi vậy. Bây giờ nếu mà mấy con tu tập như vậy đó mà cần để biết từng cái niệm mà coi con quán xét vậy đúng hay sai, tả được hay không tả được, thì các con trong nếu mà tu tập mà kỹ như vậy đó thì các con cứ từng cái niệm của mấy con cứ làm bài viết bài đi, rồi trong cái ngày thứ hai đó, trong cái ngày thứ hai như thế này mấy con đem bài mấy con nộp, chứ không phải là làm bài rồi cái đem nộp cốt, làm bài này rồi đem nộp cốt, trời đất ơi thầy chắc chắn kiểu bài kiểu này chắc chết thầy. Lúc nào cũng có bài hết thì chắc chắn. Cho nên mấy con nộp một lượt, bắt đầu bây giờ có nhiều người tu suốt cả tuần lễ mà không có một niệm nào hết thì tốt rồi. Còn hãy có niệm thì mấy con hãy có niệm thì mấy con cứ làm rồi tới thứ hai đó mấy con trồng một cọc vậy nè, rồi mấy con đem nộp. Rồi thầy sẽ xem xét cái người nào được hay không được, rồi thầy viết rất rõ và đồng thời tu nhiệt kỹ đó. Tu nhiệt kỹ. Như vậy là khi tu thứ hai nếu mà điều kiện mấy con tu mà không có niệm gì hết thì lớn lớp làm gì cho đồng. Trừ ra có cái mấy con bị niệm đó thì mấy con cứ làm bài rồi mấy con thứ hai mấy con đem đến ở đây mấy con đem đến chồng đi. Chồng một cái sắp bài đi, rồi thầy đến đây thầy lấy những cái bài đó về thì đọc thì kiểm điểm lại coi như thế nào. Từ từ ra thầy muốn tránh cái điều này ghê gớm lắm mà tránh không được, là tại vì phải kiểm bài mấy con mới biết mấy con quán coi nó đúng là sai. Chứ nếu mà mấy con tu tự làm kỹ lưỡng như vậy đó
thì thầy đỡ biết bao nhiêu, nhưng mà chắc không đỡ nổi đâu. Bởi vì phải tùy kiểm những cái quán tư duy của mấy con gì, tránh tư duy đó, để coi mấy con có quán hết trọn vẹn được, thông suốt được cái niệm đó không, có xả được không. Cho nên chắc chắn là phải cực, phải cực chứ mấy con một lần nữa chứ. Rồi mấy con hỏi tiếp. Con đứng đó hỏi đi con, không gì đâu. Bây giờ thầy tóm cái nghĩa cho con hiểu ha. Dục lậu là cái gì mà con ham muốn đó, con ham muốn đó, nó khởi muốn. Bây giờ con muốn ăn đó là dục lậu rồi, mà con bây giờ con thấy giờ này là hết cái giờ tu rồi mà giờ cũng muốn tu nữa thì đó là ham muốn rồi, con hãy dừng lại. Đây là thầy nói tu thôi, nó là dục rồi, dục lậu đó. Bây giờ đúng 10 giờ đi ngủ mà giờ tu ngon quá, thôi tu thêm, thì đó là con bị dục lậu rồi. Nó hãy tham lên thì bị dục, mặc dù đó là tu nhưng mà vẫn là bị. Cho nên tới giờ ngửi là nghỉ, nghĩa là cũng bây giờ con vô cái trường học mà bây giờ tới bắt đầu 7 giờ vô học, tới 11 giờ về mà con giờ con muốn ngồi học rồi thì không được đâu, con phải ôm sách vở ra về để cho cái người giữ trường khóa cửa chứ không có lực ngồi đó được đâu. Mà cho nên ở đây thì phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh như vậy, chứ không thể nào để không khéo thì dục lậu, cái đó là cái dục lậu thì, phải không? Thầy nói đây là dục lậu cái tu thôi, chứ còn cái đời nó nhiều cái thứ lắm, nó khởi muốn cái gì trong cái khi mà con có muốn ở trong đó là bị dục lậu hết. Còn cái hữu lậu là cái gì có mà con xả không được á, cũng như bây giờ cái niệm mình cứ tới lui hoài xả không được là con bị hữu lậu đó, phải không? Bây giờ có cái niệm có cái niệm nào đó mà xả nó rồi lát nó tới nữa, xả rồi lát tới nữa, tức là xả không được cái niệm này, đó là con bị hữu lậu, bỏ không được. Rồi cái hữu lậu đó nó dính quá, nó không chịu rời ra thì đó là hữu lậu. Hữu là có, lậu là đau khổ, hoặc là hoặc là dân. Còn dục lậu là ham muốn, cái sự muốn của mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Bây giờ muốn có cái áo đẹp thì đó là cũng dục, muốn ăn cái bánh hoặc là giờ thôi mình muốn đi kinh hành dòng cũng muốn thì coi chừng. Còn bây giờ đi kinh hành là phải bắt buộc, không muốn mà cũng phải đi thì đó là cũng muốn. Còn bây giờ đó, cái giờ này không phải là giờ đi kinh hành mà giờ muốn đi kinh hành thì đó coi chừng. Hay hoặc là thôi bây giờ đó mình đi lợi bên cái khu bên kia đi chơi chút thì đó là muốn đó, thì nó là dục lậu. Hễ nó muốn có cái muốn đó là dục lậu. Bây giờ mình ngồi tập thất nghe nó được, thôi đi ra ngoài thoải mái chút thì cái muốn mà đi tha ra ngoài thoải mái chút đó là dục lậu. Con hiểu cái nghĩa của nó chưa? Bởi vì hở chút nào là mình kẹt trong đó hết à, kẹt cái dục lậu. Còn cái vô minh á là cái không hiểu, mà bây giờ mình học cái lớp mình để cho mình hiểu là mình phá vô minh lậu đó, con hiểu không? Bởi vì mình không hiểu cho nên mình mới có lậu hoặc, mới có buồn phiền, mới có đau khổ. Còn bây giờ mình học hiểu rồi thì tức là mình phá cái vô minh lậu, cho nên nó không còn nữa. Mình hiểu biết đúng cho nên nó không còn khổ nữa, cho nên nó gọi là cái vô minh lậu nó hết rồi. Còn nếu mình chưa hiểu, con làm bài ngắn ngắn có mấy câu tức là chưa hiểu, còn vô minh lậu. Còn mà con làm bài mà thầy nói được rồi thì đó là con hết vô minh lậu. Bởi vì cái vô minh lậu nó rất dễ, mấy con làm bài thầy thấy mấy con còn vô minh lậu hay là hết vô minh lậu biết liền. Không lẽ mấy con làm cái bài vậy mấy con nói quá đúng vậy mà mấy con còn vô minh lậu chỗ nào? Tại vì mình hiểu rồi mà, làm sao mà gọi là vô minh lậu mình được. Mà hiểu rồi còn để tức giận thì mấy con bộ điên sao? Bộ điên đảo. Sao đất nó hiểu mà giận là nó khổ, mà tại sao cứ để giận thì tức là mấy con hiểu quá rõ. Mà thế mà cứ đẹp trong bụng nó ôm ấp hoài nó thì mấy con chỉ còn điên đảo thôi chứ đâu phải là con người mà hiểu. Cho nên khi mình hiểu rồi thì luôn bao giờ ngay liền mình chưa xả được, nhưng mà chút lát mình xả, không để. Còn thời gian sau thấm nhuần được thì tất cả những ác pháp tác động vô thì mình xả liền, tức là do qua cái tri kiến của mình hiểu biết, tức là vô minh lậu không còn có. Có vô minh lậu mới có giận hờn, mới có ham muốn, mà không có vô minh lậu thì không có giận hờn. Cũng như bây giờ con còn dục lậu là tại vì vô minh lậu con còn, cái vô minh lậu con còn cho nên dục lậu nó còn, hữu lậu nó còn. Mà cái vô minh lậu con hết
thì cái dục lậu nó cũng hết, cái tất cả mọi cái ham muốn nó cũng đều hết. Cho nên trong cái lớp chánh tư duy là cái lớp áp dụng cái áp dụng cái minh để cái vô minh lậu mình không còn nữa, áp dụng cái minh của mình để cho mình phá cái dục lậu và cái hữu lậu của mình, chứ đâu có gì. Mà cái lớp học chánh kiến là nó làm cho mình đầy đủ cái minh, đầy đủ sự hiểu biết để cho mình sử dụng, mình phá cái dục lậu và hữu lậu, có vậy thôi chứ không có gì hết. Cuối cùng dục lậu hữu lậu hết mà vì nhờ cái vô cái minh, nó không, cái không có vô minh nữa, cho nên do chúng ta học mà chúng ta không có vô minh. Hiểu như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta áp dụng để cho cái nghiệp của chúng ta nó không còn tác động được nữa. Nhưng nhiều khi mấy con hiểu rồi nhưng mà mấy con vẫn còn thấy giận, vẫn còn thấy ham muốn. Nhưng mà khi mình áp dụng đó, cho nên mình áp dụng từng cái chỗ hiểu biết của mình áp dụng, mình đưa ra từng cái niệm của nó còn cái nghiệp của nó còn ham muốn, nó còn cái này kia. Cho nên khi đó những cái niệm đó nó khởi ra thì chúng ta dùng cái hiểu biết của minh này, cái không còn vô minh này, chúng ta mới phá vỡ nó bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng cái hiểu biết. Thì chúng ta lần lượt nó sẽ quét sạch những cái nghiệp, cái lực của nó không có còn tác động chúng ta được nữa. Cái dục lậu với cái hữu lậu nó không tác động chúng ta. Tức là áp dụng cái tri kiến không còn vô minh của chúng ta nữa thì nó sẽ phá đi tất cả những cái dục lậu của lậu. Thì mấy con thấy từ cái chỗ mà chúng ta học để chúng ta có được cái tri kiến hiểu biết, cái chánh kiến của chúng ta, thì cái vô minh lậu nó sẽ hết. Mà nó muốn mà cái vô minh lậu hết á, thì để áp dụng nó vào để chúng ta xả cái dục lậu và cái hữu lậu. Mà cái dục lậu hữu lậu nó đã sạch thì cái vô minh lậu chúng ta là toàn còn là minh, chứ nó không còn cái vô minh lậu nữa. Nó ba cái lậu hoặc mà chúng ta sử dụng. Cái đầu tiên là chúng ta sử dụng để mà phá vỡ cái vô minh lậu. Mà cái vô minh lậu đã phá vỡ rồi thì cái dục lậu và cái hữu lậu dễ dàng phá vỡ. Các con thấy cái bài học của Đức Phật nó cũng